Đầu tiên ngày hôm nay thì mình sẽ đi soạn một cái đơn hàng combo 10 cặp full gold gain, full 7 full tay Mình sẽ gửi về cho anh Thạch ở An Giang Rồi đây thì chất lượng cái cá máy mà mình mới vừa soạn cho ảnh xong đây đó, rồi bây giờ mình sẽ cũng bơm oxy tươi Rồi mình sẽ đóng tối, đóng thùng rồi đại hết rồi mình sẽ đi gửi ra ngoài GNT để giao tận nhà cho ảnh ha đó còn trống thì nói chung là cái màu nó sẽ nhạt hơn con máy đa số là cái bộ phun gon nó đều là như vậy nha các bạn tiếp theo sẽ là đơn hàng của anh hải ở quận tân bình à, sẽ bao gồm có một cặp dumbo siêu tay bơi và combo bốn cặp phun gon ri bông phun vẩy phun tay thì à, cá thì ảnh đều là yêu cầu mình là bắt cá tơ hết đó cá tơ thì dumbo nó cái tay nó không có to giống như là cái size lớn nha các bạn đây sẽ là bốn cặp phun gon ri bông phun vẩy phun tay đơn hàng của anh hải ở quận tân bình đó mình sẽ quay cho các bạn xem cận cảnh và xa để cho các bạn xem rõ ha. Rồi tiếp theo cái khay tiếp theo đây sẽ là bốn cặp full gold ghi bông phun phẩy full tay luôn. Đó đơn hàng này mình sẽ gửi cho anh Nam ở thị trấn Thường tính Hà Nội thì anh Nam này hôm trước là có ủng hộ mình một cái đơn hàng 2 triệu mấy luôn các bạn, anh mua rất là nhiều cá luôn. Rồi còn đây là combo hai cặp full gold ghi bông phun vẩy phun tay. Đơn hàng này thì của anh Trực ở quận Bình Tân. Rồi, thì à, nói chung là cá mình soạn rất là đồng đều cho các bạn hết rồi. À, nói chung là mình soạn ra khay riêng để mình quay cho các bạn xem vậy thôi. Chứ thật sự là bộ cá thì chất lượng nó vẫn vậy thôi. Đó, thì à, sau khi mà đã đóng vô túi và bơm oxy tươi đầy đủ hết. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gia cố băng keo lại. Và sẽ đem ra ngoài vận chuyển để mình gửi hàng đi. À, rồi, em xin cảm ơn rất là nhiều tất cả những anh khách hôm nay đã ủng hộ đơn hàng này của em. Hôm nay bên em bán được 4 đơn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem video này nha.